tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 18 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021 biến động trái chiều sau khi vượt 1.780 USD trên một ao trên thị trường thế giới. Giá vàng biến động trái chiều trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay sau khi tăng nhờ đồng USD giảm. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.783 USD trên một. Giá vàng giao tháng 12 ngược lại giảm xuống 0,11% xuống còn 1.783 USD trên một ao. Giá vàng tăng trong phiên giao dịch vào ngày thứ tư sau khi đồng USD suy yếu vì lo ngại về lạm phát leo thang và sự hạn chế của chuỗi cung ứng làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu. Chỉ số USD thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ đã giảm và nhờ đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index giảm 0,14% xuống còn 93,6 điểm. Theo một chiến lược gia hàng hóa cấp cao cho biết, thị trường xuất hiện mối lo ngại toàn cầu về những gì đang diễn ra với suy giảm nguồn cung và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát thiếu hành động về sự gia tăng của lạm phát. Với các vấn đề về chuỗi cung ứng và lạm phát, làm thế nào thị trường chứng khoán tiếp tục đạt mức cao mới? Ông cho biết, dòng tiền sẽ chảy vào tài sản an toàn, vàng trong vài tháng tới. Hôm 19 tháng 10, thống đốc cho hay, nếu lạm phát tiếp tục tăng với tốc độ hiện tại trong thời gian tới, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cần phải áp dụng một chính sách cứng rắn hơn vào năm tới. Vàng thường được coi là hàng rào chống lạm phát, mặc dù việc thu hồi các biện pháp kích thích và nâng lãi suất sẽ đẩy trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao, theo đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng bị kìm hãm vì lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ duy trì ổn định gần mức cao nhất trong 5 tháng. Trong vài tuần qua, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao do lo ngại lạm phát gia tăng, nhưng vàng vẫn chật vật để đạt bất kỳ động thái lớn nào. Giá vàng giao dịch trong khoảng từ 1.720 đến 1.820 USD trên một ao. Trên các thị trường kim loại khác, giá palladium giao ngày giảm 2,1% xuống còn 2.053 USD trên một ao, trong khi giá bạch kim giao ngày tăng 0,02% lên 1.040 USD trên một ao. Giá bạc giao ngày tăng 1,4% lên 23,99 USD trên một ao. Dự báo giá vàng vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 có thể lặn sóng khi vàng thế giới chưa tìm được hỗ trợ mới. Kết thúc phiên giao dịch vào ngày hôm nay, giá vàng đã quay đầu lấy lại xu hướng tăng trong khoảng từ 40 đến 100 ngàn đồng trên một lượng ở một vài nơi. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhưng đồng USD mạnh có thể đảo chiều đà tăng của kim loại quý bất cứ lúc nào nếu không có hỗ trợ mới. Điều này có thể khiến vàng trong nước ổn định để chờ thêm tín hiệu trên thị trường quốc tế.
Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.